TV Ánh Sáng Tin Mừng với Kim Lan, Ngọc Châu, Cẩm Tú, Vĩnh Khoa và anh chị em thực hiện chương trình. Xin trân trọng và thân ái kính chào quý khán thính giả. Xin kính chúc quý vị được tràn đầy niềm vui và an bình trong Thiên Chúa qua chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng. Hôm nay ngày 23 tháng 9 năm 2018, theo lịch phụng vụ Công giáo, hôm nay Chủ nhật thứ 25 mùa thường niên. Các lễ trong tuần này gồm có: thứ Tư, ngày 26 tháng 9, lễ Thánh Cosma, Thánh Damiano Tử Đạo; thứ Năm, ngày 27 tháng 9, lễ Thánh Vinh Sơn Linh Mục Lễ Nhớ; thứ Sáu, ngày 28 tháng 9, lễ Thánh Wenceslao Tử Đạo; thứ Bảy, ngày 29 tháng 9, lễ các Tổng lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel và Raphael Lễ Kính. Chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng hôm nay gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, thánh nhạc phụng ca, tin tức giáo hội Hoàn Vũ, tiết mục hội luận với Linh Mục Giuse Nguyễn Ngọc Bích, giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, và sau cùng là phép lành hội thánh. Giờ đây, xin kính mời quý vị cùng hiệp ý với chúng tôi dâng lời nguyện lên Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa Chí Thánh, quyền phép vô song, xin cho chúng con biết nhìn lên Chúa là Đấng Thánh, hằng luôn thương yêu chúng con, để chúng con cũng yêu thương bác ái, sẵn sàng chia sẻ những gì chúng con có cho những người nghèo đói cùng khổ đang cần đến sự trợ giúp của chúng con. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý anh chị em đang thực hiện chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng luôn nhiệt tâm phụng sự Chúa trong khiêm nhu, và nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên quý khán thính giả đang theo dõi chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng được tràn đầy ơn lành và tình thương yêu của Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang xứ Galilea, và người không muốn cho ai biết, vì người dạy dỗ và bảo các ông rằng: con người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi người. Các ngài tới Capernaum, khi đã vào nhà, người hỏi các ông: dọc đàn các con tranh luận gì thế? Các ông làm thinh, vì dọc đàn các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ người ngồi xuống, gọi 12 ông lại và bảo các ông rằng: ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Rồi người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó và nói với các ông rằng: ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón tiếp chính mình thầy. Và ai đón tiếp thầy, thực ra không phải đón tiếp thầy, nhưng là đón tiếp đấng đã sai thầy. Kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy bản chất thật của các tông đồ. Các ông theo Chúa không thuần túy chỉ vì cảm mến Chúa, nhưng phía đằng sau còn là vì một benefit, một cái lợi nào đó. Và cái lợi đó được Thánh Marco bật mí trong đoạn tin mừng hôm nay, là các ông muốn được là người đứng đầu trong nhóm 12 chỉ sau Chúa Giêsu để có quyền hơn. Họ đã bàn cãi với nhau và chẳng ai chịu nhường ai. Có người còn ghen tị khi thấy kẻ khác hơn mình. Đứng trước sự việc ấy, Chúa Giêsu đã dạy cho các ông một bài học: ai muốn làm lớn thì phải trở thành kẻ rốt hết và là một người phục vụ mọi người.
Có lẽ hình ảnh trong Kinh Thánh hôm nay rất thiết thực và phản ảnh phần nào về mỗi người trong chúng ta. Chúng ta cũng không hơn gì các tông đồ khi xưa đâu. Nói theo kiểu nhà Phật, là người ai cũng có tham, sân, si. Tham tức là lòng ham muốn bất tận của bản thân, luôn muốn chiếm hữu, nào là tiền tài, danh vọng, lạc thú, đến nỗi có thể bất chấp mọi thứ để đạt được nó. Còn sân tức là lòng giận dữ, nóng nảy khi không vừa lòng, khi bị xúc phạm. Và sau cơn giận dữ thì luôn giữ lại lòng thù hận, oán ghét và tìm dịp trả thù. Còn si là mê muội, mê lầm, chỉ thiên về cảm tính, đến nỗi không sáng suốt đủ để nhận biết đúng sai, đâu là sự thật, đâu là giả trá. Tham, sân, si, không nhiều thì ít, ai trong chúng ta cũng có. Nói cách nôm na, tham sân si chính là căn bệnh truyền nhiễm, di truyền qua tội tổ tông. Tội tổ tông là gì? Thứ là tội do nguyên tổ Adam và Eva của chúng ta vì nghe lời cám dỗ của ma quỷ nên đã phạm tội. Và từ đó, cái chết đã vào thế gian và sự ảnh hưởng đã truyền sang đời con, đời cháu. Đó giống như một căn bệnh vậy. Nhưng câu hỏi được đặt ra là vì lý do gì mà ma quỷ lại cám dỗ tổ tông chúng ta phạm tội? Và câu trả lời sẽ phơi bày một sự thật khó lường. Ma quỷ đã cám dỗ Adam và Eva vì một lý do này. Nó ghen với con người. Ma quỷ nhận thấy con người được Thiên Chúa yêu thương, cho làm con Chúa, được thừa hưởng mọi hồng ân, hồn lẫn xác, và nó phát ghen với cảnh sống hạnh phúc của con người. Nó không chịu được điều đó nên đã ra tay cám dỗ Adam và Eva để ông bà cũng phải chịu đồng số phận với nó. Thế nên sự ghen tương đã đến trong thế gian, len lỏi vào trái tim con người và trở thành một trong các mối tội đầu. Tội này rất nặng vì nó luôn nghịch với đức ái. Theo từ điển Thanh Nghị thì từ ghen có nghĩa là một sự nổi giận, uất ức vì thấy người ta hơn mình, chiếm vật sở hữu của mình. Và theo phân tích khoa học thì tính ghen là hiện tượng tâm lý rất bình thường. Nó có mặt mọi nơi, mọi lúc, dưới đủ mọi hình thức. Nó có mặt nơi người già và nơi người trẻ. Nó chi phối đời sống con người mà không mấy ai để ý tới. Và thường chúng ta hay mắc vào cái tội ghen tương do tính tự ái, không muốn cho ai hơn mình. Ai hơn mình thì ta tỏ ra khó chịu và tìm cách hạ người ta xuống, có thể bằng những lời nói xấu rất nhỏ nhưng đầy ác ý, hoặc bằng những hành động triệt hạ qua việc chúng ta kéo thêm đồng minh. Và trong mọi sự, ta luôn cứ nghĩ mình là nạn nhân, người khác mới sai, chứ ta không hề sai. Nói đến đây làm tôi nhớ đến câu chuyện như sau. Có một phú ông vô cùng giàu có và có tính hay ghen tị. Hễ ông ta thấy người khác có cái gì mình không có là ông ta nổi nóng và phải đi mua về cho bằng được thứ ấy. Tuy nhiên khi mua về, bản thân ông lại cảm thấy không vui và không hạnh phúc. Thế là một hôm, ông ta nảy ra một ý tưởng kỳ quặc. Ông đem đến tất cả những đồ vật quý giá, vàng bạc, châu báu, cho vào một cái bao lớn rồi đi chu du đầy đó. Ông ta quyết định chỉ cần ai có thể nói cho ông ta làm thế nào để hạnh phúc thì ông ta sẽ tặng cả bao của cải cho người đó. Ông ta đi đến đâu cũng tìm và hỏi nhưng vẫn không thể tìm ra đâu cả câu trả lời cho vấn đề của bản thân. Một ngày nọ, ông đi đến một ngôi làng. Một người nông dân nói với ông rằng
ông nên đi gặp một vị đại sư. Nếu như đại sư cũng không có cách nào, thì dù có đi khắp chân trời góc bể, cũng không ai có thể giúp ông được. Cuối cùng, ông cũng tìm gặp cho được vị đại sư đang ngồi thiền. Ông ta vui mừng, khôn xiết và nói với vị đại sư: "Tôi chỉ có một mục đích, tài sản cả đời tôi đều ở trong cái bao này. Chỉ cần ngài nói cho tôi cách nào để được hạnh phúc, thì cái bao này sẽ là của ngài." Lúc ấy trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống. Vị đại sư nhân lúc ấy liền tóm lấy cái túi chạy đi. Phú ông hoảng sợ, vừa khóc vừa gọi đuổi theo: "Tôi bị lừa rồi, tâm huyết cả đời của tôi." Sau đó vị đại sư đã quay lại, trả cái bao lại cho phú ông. Phú ông vừa nhìn thấy cái bao tưởng đã mất, quay về thì lập tức ôm nó vào lòng và nói: "Tốt quá, nó còn ở đây." Vị đại sư điềm tĩnh đứng trước mặt ông phú hộ và nói: "Ông cảm thấy thế nào? Có hạnh phúc hơn không?" "Thưa hạnh phúc, tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi vì tôi tìm lại được nó." Lúc này vị đại sư cười và nói: "Đây cũng không phải là phương pháp gì đặc biệt. Chỉ là con người đối với tất cả những thứ mình có đều cho rằng sự tồn tại của nó là đương nhiên, cho nên không cảm thấy hạnh phúc nữa. Cái mà ông thiếu chính là một cơ hội mất đi nó. Ông đã biết thứ mình đang có quan trọng như thế nào chưa? Kỳ thực, cái bao ông đang ôm trong lòng với cái bao trước đó là một. Nhưng bây giờ, ông có còn muốn đem tặng nó cho tôi nữa không?" Kính thưa quý bà và anh chị em, có một vị linh mục nói rằng: "Ghen tị là một căn bệnh vô duyên nhất chưa từng thấy, vì ta tự làm bản thân mình mất bình an và tự mang vào mình một nỗi phẫn uất, hận thù. Ghen tương là căn bệnh làm cho ta tự hủy hoại và tự giết chết chính mình. Để chữa được căn bệnh này, ta cần một liều thuốc, đó là lòng biết ơn. Chỉ có lòng biết ơn mới giúp người ghen tị vượt thắng được căn bệnh này. Lòng biết ơn giúp ta gạt bỏ sự so sánh, để nhận ra được những thứ mình đang có thật quý giá. Tất cả là hồng ân, là món quà từ Thiên Chúa. Chỉ có lòng biết ơn ta mới khám phá ra được Thiên Chúa yêu thương ta. Ta là tạo vật được yêu. Và đối với người biết mình được yêu thương như thế, được đầy đủ và như vậy là đủ lắm rồi, thì không việc gì phải đi so bì với kẻ khác nữa. Lạy Chúa, xin Chúa hãy chữa căn bệnh ghen tị của chúng con. Xin hãy mở cặp mắt tâm hồn của chúng con, để chúng con thấy mọi sự con có đều là hồng ân. Và xin cho chúng con thôi so sánh và ghen tức với món quà của người khác, nhưng biết cảm tạ vì món quà chúng con đang có. Amen." Hãy subscribe.
Đức Thánh Cha khuyên dạy đừng sợ đối diện với thất bại. Tin Vatican. Trong bài giảng của Thánh lễ vào sáng thứ Năm, Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ rằng mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng trong đời sống có lúc chúng ta rất thành công nhưng đôi khi cũng gặp phải những thất bại. Chúng ta không nên sợ hãi khi phải đối diện với những lúc khó khăn này, bởi vì chính những lúc vác thánh giá của bản thân sẽ nhắc nhớ cho mỗi người về mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu là đấng đã từng ôm lấy những đau khổ và chiến thắng những cám dỗ của Satan bằng thập giá. Tòa Thánh chính thức công nhận các địa điểm hành hương ở Seoul, tin Hàn Quốc. Vào hôm thứ Sáu ngày 14 tháng 9, Tòa Thánh Vatican đã tổ chức một buổi lễ tại công viên Seoul Solman, nằm ở thủ đô của đất nước Hàn Quốc, với mục đích chính thức công nhận nơi này là một địa điểm hành hương được Tòa Thánh chốt nhận. Đây là lần đầu tiên Tòa Thánh công nhận đền thờ các thánh tử đạo tại châu Á, là nơi 44 vị thánh và 27 chân phước tử đạo bị sát hại. Đức Hồng Y Paul Marie Kinnamro, kim tổng giám mục của Seoul, chia sẻ rằng đây quả thật là một biến cố rất ý nghĩa đối với người dân Hàn Quốc. Các vị chủ tranh tại Philippines tránh né những liên hệ với các âm mưu đảo chánh Tổng thống Duterte, tin Philippines. Các vị lãnh đạo của Giáo hội Công giáo Philippines cho biết các ngài không hề dính líu đến các phe nhóm chính trị hay các tổ chức nhân quyền, cũng như các âm mưu đảo chính Tổng thống Duterte. Một chức sắc trong Hội đồng Giáo mục Philippines chia sẻ rằng nếu quả thật có những âm mưu đảo chính, chúng tôi khẳng định sẽ không tham gia vào những hành động này. Chúng tôi không thuộc tổ chức tình báo, cho nên không thể xác định được những tổ chức đang âm mưu đảo chính này có thực sự hiện hữu hay không. Tuy nhiên, cá nhân tôi có thể bảo đảm và xác tín cùng quý vị rằng Giáo hội Công giáo Philippines sẽ không bao giờ dính líu đến các hoạt động chính trị. Một nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam bị kết án 12 năm tù giam. Tin Việt Nam, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình thuộc miền Trung Việt Nam vừa qua đã tuyên phạt ông Nguyễn Trung Trực, nguyên cựu phát ngôn viên của tổ chức Huynh đệ cho Dân chủ, 12 năm tù giam. Ông Trực là một nhà hoạt động vì dân chủ và nhân quyền và tham gia vào tổ chức Huynh đệ cho Nhân chủ với mục đích phát huy dân chủ và nhân quyền trong nước. Ngoài ra, sau khi mãn hạn 12 năm tù giam, ông Trực còn phải bị lãnh án 5 năm tù treo. Theo án quyết của tòa, ông Trực can tội đã tham gia và dính líu vào những hoạt động lật đổ chính quyền và chế độ Cộng sản nước Việt Nam. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc theo dõi các đảng viên thuộc các tôn giáo, tin Hồng Kông. Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa phổ biến một tu chính về luật lệ liên quan đến kỷ luật nhằm mục đích loại trừ tất cả các đảng viên tin vào bất kỳ tôn giáo nào. Thông cáo cho biết, thể theo những điều luật mới của Quốc hội và được áp dụng từ ngày 1 tháng 10 tới đây, tất cả các đảng viên nào tuyên xưng niềm tin hay tín ngưỡng của mình vào bất kỳ tôn giáo nào đều phải bị loại trừ khỏi đảng ngay lập tức. Trước kia, những ai vi phạm luật được khoan hồng và có thời gian để có thể bào chữa cho mình trước khi bị loại khỏi đảng. Tuy nhiên, luật mới này sẽ được áp dụng nghiêm khắc hơn. Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến tông du sang Nhật vào năm tới. Tin Vatican, trong cuộc gặp gỡ với một phái đoàn Nhật Bản tại Tòa Thánh vào hôm thứ Tư ngày 12 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã chính thức xác nhận Ngài sẽ thực hiện chuyến thăm đất nước Nhật Bản vào năm tới. Đức Thánh Cha chia sẻ cùng phái đoàn rằng, trước sự hiện diện của quý vị tại Vatican, tôi muốn bày tỏ ý định sẽ thăm viếng đất nước Nhật Bản vào năm 2019 tới đây. Trong tình thân hữu, xin quý vị hãy chuyển lời thăm hỏi của tôi đến chính phủ cũng như người dân Nhật Bản và lòng kính trọng chân thành của tôi dành cho Giáo hội Công giáo Nhật Bản. Cuộc điều tra của Tòa Trưởng Ấn Hoa Kỳ cho biết,
Đức Giám mục Kevin Rose vô tội. Tin Hoa Kỳ, hôm thứ Năm ngày 13 tháng 9, đại diện của tiểu bang Pennsylvania đã tuyên bố Đức Giám mục Kevin Rose, giám mục địa phận Fort Wayne, South Bend, vô tội và không có làm gì sai quấy như những tin đồn thất thiệt. Cả phòng biện lý và giáo hội địa phương đều than phiền về những lời đồn đã khiến cho Đức Giám mục Rose đã bị lâm vào hoàn cảnh phiền phức một cách vô bổ từ những lời cáo buộc nhảm nhí và vô căn cứ. Đại diện của phòng biện lý tiểu bang khẳng định Đức Giám mục Rose là vô tội. Giữa những đàn áp tôn giáo thô bạo của chính quyền, các thánh đường tại gia phát triển nhanh chóng. Tin Trung Quốc, trước hành động của Đảng Cộng sản Trung Quốc siết chặt việc kiểm soát tôn giáo bằng cách cấm các thành viên lai vãng đến các nơi thờ phượng, người Công giáo ở tỉnh Hà Nam đã biến nhà ở của mình thành nơi để thực hiện các nghi thức thờ phượng cho gia đình và bạn bè. Một giáo dân Công giáo cho biết, hiện nay mỗi gia đình chúng tôi đang khớt trương hình thức thờ phượng tại gia để có thể duy trì đức tin, giữ vững đời sống tâm linh và gắn kết mối liên hệ với Thiên Chúa. Cho dù bị bách hại thế nào, nhưng Thiên Chúa sẽ luôn giữ gìn và ban ơn soi sáng để chúng tôi có thể tìm ra những phương cách để tuyên truyền, tuyên xưng niềm tin của mình. Đức Hồng Y Dinando chia sẻ rằng, cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha kéo dài khá lâu và đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Tin Vatican, Đức Hồng Y Daniel Dinando, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết, cuộc diện kiến Đức Thánh Cha của các đại diện trong Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ diễn ra vào hôm thứ Năm, ngày 13 tháng 9 vừa qua. Tuy kéo dài khá lâu, nhưng đã đạt được những thành quả thật tốt đẹp. Được biết, các nhà lãnh đạo Công giáo Hoa Kỳ đã được Đức Thánh Cha triệu tập về Tòa Thánh để thảo luận về các cuộc khủng hoảng liên quan đến vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em tại Hoa Kỳ. Cùng đi với Đức Hồng Y Dinando, còn có Đức Tổng Giám mục Jose Gomez của Los Angeles, Phó Chủ tịch Hội đồng và Đức Giám mục Tổng Thư ký. Romania chuẩn bị trưng cầu dân ý về vấn đề hôn nhân. Tin Romania, trong năm 2016, tại Romania, có trên 3 triệu người dân ký thỉnh nguyện thư để yêu cầu tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về định nghĩa của hôn nhân. Do đó, một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này đã được chuẩn bị xong với mục đích lắng nghe tiếng nói của người dân và thu thập những ý kiến của họ. Cuộc trưng cầu dân ý được Quốc hội ủng hộ nhiệt liệt nhằm làm sáng tỏ hiến pháp quốc gia về định nghĩa hôn nhân là một sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Người Công giáo và Phật giáo Hoa Kỳ cùng nhau trợ giúp người vô gia cư. Tin Vatican, một phái đoàn gồm người Công giáo và Phật giáo Hoa Kỳ đã viếng thăm Vatican để phát huy một sáng kiến nhằm giúp đỡ những người khó nghèo trong các thành phố lớn đang phải đối diện với những khó khăn và có thể trở thành vô gia cư và nghèo đói. Sáng kiến này đưa ra mục đích để thực hiện dự án nhà rẻ tiền nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở và nơi tạm trú phù hợp cho môi sinh cho những người cao niên vô gia cư và những người có thu nhập thấp kém ở các khu ổ chuột của thành phố Brooklyn, Chicago và Los Angeles. Dự án này được thành lập để ghi nhớ Đức Hồng Y quá cố Jean-Louis Torrens của Pháp. Các trường học Công giáo ở Bangladesh lo ngại về chính sách giáo dục của chính phủ. Tin Bangladesh, một số điều khoản đã được thêm vào chính sách giáo dục của Bangladesh vào năm 2010 đã tạo ra một số thử thách và gây khó khăn cho các trường học Công giáo. Quyết định mở rộng chương trình tiểu học ra từ lớp 1 đến lớp 8 và chương trình trung học từ lớp 9 đến lớp 12 sẽ gây thêm nhiều áp lực về kinh tế và tạo nên những nhức đầu về hạ tầng cơ sở. Bởi vì vấn đề nâng cấp trường học cần phải tốn nhiều chi phí về lớp học cũng như thầy cô giáo. Vì thế, quyết định này đã bị trì hoãn và tiến hành một cách chậm chạp trong tiến trình áp dụng. Chính phủ Anh gạt bỏ lời đề nghị về việc quy định giới hạn khoảng cách của các cuộc biểu tình và các bệnh viện phá thai. Tin Anh Quốc, ông Sajid Javid, Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Anh Quốc, đã gạt bỏ lời đề nghị về việc quy định giới hạn khoảng cách của các cuộc biểu tình phò sự sống đối với các cơ sở phá thai ở nước Anh và Wales.
bởi vì ông cho rằng đó là một đề nghị vô bổ và tốn kém, gây nhiều phiền phức cho các hoạt động của người dân. Ngoài ra, phần lớn các cuộc biểu tình chống đối phá thai đều diễn ra một cách ôn hòa và khá thầm lặng. Ông Bộ trưởng Nội vụ Sajid Javid nói rằng, lý do được đưa ra không chính xác và không thuyết phục, bởi vì các hoạt động chống phá thai trong nước đều diễn ra rất trật tự và không có bạo lực. Là môn đệ của Chúa là phải có những hy sinh. Tin Vatican, trong diễn từ hôm Chủ nhật 16 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco cho biết, điều luật căn bản để làm môn đệ của Chúa Kitô là cần phải có nhiều hy sinh và từ bỏ chính bản thân mình. Ngài nói, Chúa Giêsu đã từng dạy chúng ta rằng, muốn theo chân Ngài, muốn làm các môn đệ của Ngài, chúng ta phải từ bỏ bản thân, nghĩa là từ bỏ những tự ái và ích kỷ và vác lấy thập giá của mình. Và Ngài cho chúng ta biết điều luật căn bản của Ngài. Tất cả những ai muốn cứu mạng sống của mình trước hết hãy từ bỏ nó. Muốn có đức tin đích thực, chúng ta phải làm nhiều hơn là chỉ có lời nói. Chúng ta phải có những hành động cụ thể như yêu thương hết mực người láng giềng của mình. Xin thân ái kính chào quý ông bà và anh chị em khán thính giả của TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ngày hôm nay, TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio của chúng con hân hạnh được đón tiếp cha giám tỉnh của tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích. Chúng con xin kính chào cha. Kính chào cha và kính chào quý khán thính giả của TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Con cảm ơn cha rất là nhiều. Mặc dù công việc bận rộn, mỗi lần cha có dịp ghé thăm chúng con tại cộng đoàn ở Long Beach này, cha luôn ưu ái dành thời gian cho chúng con. Và ngày hôm nay cha cũng có dịp để chia sẻ với chúng con một đôi điều về công việc mục vụ cũng như những điều liên quan đến những hoạt động của nhà dòng trong thời gian sắp tới. Kính thưa cha, từ lúc nhà dòng Chúa Cứu Thế đặt chân đến vùng đất Việt Nam của chúng con, thì bản thân của chúng con phụ tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại cũng được sinh ra bởi Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Và trong khoảng thời gian Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện tại Việt Nam, theo kinh nghiệm của cha thấy, đặc biệt là trong thời gian cha làm giám tỉnh, bề trên giám tỉnh của dòng, thì cha thấy về vấn đề mục vụ của nhà dòng có cái đường hướng hay có cái gì mới trong đường hướng mục vụ của nhà dòng không thưa cha? Thưa cha, về đường hướng của nhà dòng thì đầu nhiệm kỳ ban quản trị cũng đã có một cái cuộc gặp gỡ để mà định hướng về vấn đề mục vụ cho tỉnh dòng. Cho nên là những cái mục vụ nào đang hoạt động tốt chúng con vẫn tiếp tục. Rồi những cái gì mà chúng con thấy rằng cần phải phát huy nhiều hơn nữa thì chúng con cũng đã có một cái định hướng cho vấn đề mục vụ của nhà dòng, cũng như cho những hoạt động. Và đặc biệt thì con thấy ở Việt Nam, thời gian vừa qua hay là trong những thời gian trước thì nhà dòng rất là mạnh về vấn đề truyền giáo. Dạ vâng. Và đồng thời chúng con thấy là về cái mặt truyền giáo thì chúng con cũng nghĩ rằng cần phải có những cái phát huy mới hơn nữa. Chẳng hạn như là chúng con thấy rằng cái hoạt động truyền giáo của chúng con rất mạnh ở vùng Tây Nguyên cho những anh em, chị em dân tộc. Thì bây giờ chúng con nghĩ rằng còn phải phát triển cái hoạt động truyền giáo cho người thành thị nữa. Dạ, và vâng, đó là đó một là... cái mảng mà có lẽ mình cứ tưởng rằng làm được rồi, nhưng thực sự ra chúng con nhận xét rằng thì là cái số người ở thành thị mà đón nhận tin mừng thì lại quá ít ỏi so với những anh chị em miền ở những vùng xa xôi hẻo lánh. Còn nói thí dụ bây giờ con số mà số gọi là phần trăm của những người theo đạo Công giáo, anh chị em thuộc dân tộc Cha Rai hiện nay là khoảng 30%. Yeah. Từ con số zero lên tới 30%, mà trong một thời gian không có xa lắm, khoảng chừng vài chục năm, thì con nghĩ rằng đấy là một trong những cái phát triển rất là mạnh. Thế nhưng về cái mặt truyền giáo cho anh chị em thành thị thì lại là một cái mảng mà mình thấy nó rất là chậm, hầu như là con số rất ít ỏi. Và đó chính là điều mà chúng con ưu tư. Cho nên trong thời gian vừa qua chúng con cũng đã có phát động cái việc mà mở các khóa hội thảo
để nói về vấn đề truyền giáo cho những người ở thành thị. Và đấy là điều mà chúng con đã cố gắng thực hiện, và trong thời gian sắp tới có lẽ chúng con cũng sẽ phải triển khai những gì mà mình khám phá ra, hoặc là những gì mình thấy có những cái điểm, cái nét đặc biệt chúng con sẽ làm. Dạ vâng. À, có nhiều lúc người ta nghĩ rằng ồ, dòng Chúa cứu thế, như Thánh Anh Phong sáng lập ngài nói là rao giảng tin mừng cho người nghèo khó tất bạt. Thế nhưng ai cũng nghĩ nghèo khó tất bạt là những vùng xa xôi, chứ không ai nghĩ là nghèo khó tất bạt ở trong tâm hồn. Họ không nghèo về vấn đề vật chất, nhưng cũng không thiếu những anh chị em nghèo về đời sống tâm linh. Con nghĩ rằng nhà dòng để tâm đến những người nghèo, mà nói chung là ở những vùng thành thì có thể họ không nghèo như chúng ta nghĩ về đời sống vật chất. Thế nhưng ở đâu đó có những người vẫn còn nghèo về đời sống tâm linh. Và nói một cách cụ thể hơn thì ngoài những hội thảo chuyên đề cho những anh chị em ở thành thị thì nhà dòng còn có cái phương cách nào để mà tiếp cận để truyền giáo cho những anh chị em ở thành thị không, thưa cha? Thưa cha, nói về cái người nghèo ở thành thị đấy, cái người mà cần được loan báo tin mừng ở thành thị không phải chỉ là những người giàu đâu. Ở thành thị rất nhiều người nghèo, mà hiện nay một trong những hiện tượng mà chắc là trên thế giới chúng ta đang quan tâm đó là những người di dân. Dạ vâng. Ở trong các đô thị lớn thì những người bị bỏ rơi lại là những anh chị em di dân. Họ là vùng, những vùng ở vùng quê họ lên thành thị thì họ lại là những người nghèo mà nó còn khó khăn, khốn khổ hơn. Bởi vì ở quê thì họ còn có giáo xứ, họ còn có những cái cơ chế để mà giúp họ. Còn đến trên thành thị thì họ là những người không thuộc về giáo xứ nào. Họ rày đây mai đó, rồi họ thiếu những phương tiện. Và có lẽ chính cái việc mà gọi là cơm áo gạo tiền làm cho họ không còn có khả năng để mà tiếp cận với những cái vấn đề tâm linh. Và cũng đó là cái tình trạng nghèo mà con nghĩ rằng nó còn nghèo hơn cả ở thành thị, ở thôn quê đấy. Là bởi thôn quê nó còn được nâng đỡ về mặt tâm linh. Cho nên chúng con cũng quan tâm đến những điều đó. Và chúng con cũng đang phải tìm những cách nào đó để tiếp cận với những con người ấy. Và những vấn đề ở thành thị nó còn phức tạp hơn nhiều. Cho nên những chuyện điều đó thì con nghĩ là người nghèo ở thành thị đây không phải không có, mà cũng có rất nhiều. Mà thậm sự cái nghèo của họ nó bị tước đoạt rất nhiều chuyện. Cho nên chúng con nghĩ rằng cái việc mà mình rao giảng tin mừng cho những người thành thị không phải chỉ để rao giảng cho những người về nghèo về mặt tâm linh, mà có khi những người nghèo mà chúng ta thấy là những cái đối tượng nó lang thang bất vượng, những đối tượng mà kiếm sống hay những đối tượng mà ít được sự quan tâm, thì chúng con cũng đang bận tâm về những chuyện ấy. Nhưng đấy là cái điều mà chúng con thấy rằng trong cái nhìn của mình là rao giảng và loan báo tin mừng cho những người thành thị sẽ khó hơn là rao giảng ở những vùng quê. Cho nên có lẽ chính vì điều ấy thì cái việc tiếp cận nó càng là những một vấn đề ưu tư nhiều hơn. Cho nên chúng con cũng lo, cũng quan tâm lắm. Và câu hỏi của cha là ngoài ra còn có những mục vụ nào mà chúng con thấy là cần phải thực hiện. Thì chúng con thấy rằng những cái đối tượng ở những vùng sâu vùng xa mà xưa nay ít người đến, chẳng hạn như anh chị em ở vùng Tây Bắc, vùng Bắc của chúng ta, miền Bắc, lâu nay họ cũng sống, nhưng mà có lẽ hoàn cảnh của miền Bắc là việc mà người ta, những người có đạo thì di cư vào Nam, còn ở lại nơi đó rồi từ từ họ bỏ đạo. Bây giờ mình đến với họ là mình sao họ đưa họ về. Vậy đây cũng là một vấn đề mà con, khi con đi quan sát những cái vùng miền Bắc thì mình thấy có những vùng hồi xưa rất đông Công giáo, dần dần không còn Công giáo nữa. Bây giờ vấn đề là tái truyền giáo. Dạ vâng. Đấy là cái chuyện mà chúng con cũng thấy ưu tư, là anh em chúng con cũng đã cố gắng dấn thân để làm sao mà tái truyền giáo, đưa những người mà đã bỏ đạo rất lâu họ trở về. Và con thấy có một số những cái kết quả rất tốt, đó là quy tụ được những người mà xưa nay họ có đạo mà họ không dám nhìn nhận họ có đạo, rồi bây giờ cái cơ hội là họ đang trở về với Chúa. Đấy cũng là một cái đối tượng mà chúng con cũng quan tâm. Dạ vâng. Thì thưa cha, đối với giới trẻ nói chung, giới trẻ Công giáo Việt Nam mình nói riêng, thì nhà dòng có những thao thức nào để giúp những anh chị em trẻ trong thế giới ngày hôm nay? Đấy cũng là một điểm mà gọi là một điểm ưu tiên về mục vụ của cái vùng Liên hiệp vùng Ốc Á của chúng ta. Giới trẻ là một cái đối tượng cần được quan tâm. Và con thấy rằng giới trẻ, khi nói giới trẻ thì nó là một cái tập thể trẻ, nhưng mà hỏi là nó có được quy tụ bởi các cái tổ chức nào, thì giới trẻ là một điều rất là khó là chỗ đó. Họ có thể vui chơi, họ có thể vui vẻ, họ có thể phấn khởi,
Nhưng mà làm sao để có thể giúp cho họ có được cái định hướng cho họ, đấy là một điểm mà chúng con ưu tư. Và gần đây chúng con cũng đã có những cái ba khởi động, tức là giới trẻ dòng Chúa Cứu Thế. Là một. Và chúng con cũng đang còn cái hướng là giới trẻ thừa sai dòng Chúa Cứu Thế nữa. Và cái đó là cái điều mà chúng con ưu tư, là làm sao cho giới trẻ họ được quy tụ, không phải chỉ họ đến đấy thôi, làm sao định hướng cho họ để họ có một cái sức mạng. Và phải có sức mạng thì người trẻ mới có thể dẫn bước đi tới được. Và đấy là điều mà chúng con rất ưu tư, làm sao để cho tinh thần thừa sai, tinh thần lo cho người nghèo, nó phải lan được đến với người trẻ để người ta thấy có lý tưởng. Và có lý tưởng thì mới có thể định hướng họ đi theo một cái hành trình. Và như vậy thì chúng con cũng rất ưu tư về chuyện đó. Và chúng con đang có những cái chương trình, và hiện nay đã bắt đầu phát khởi là ở ba nơi, miền Nam, miền Bắc và miền Trung. Chúng con cũng đã bắt đầu có một cái sự quy tụ người trẻ để trở thành gọi là giới trẻ dòng Chúa Cứu Thế. Và chúng con cũng còn có cái ý muốn là họ trở thành thừa sai nữa. Bởi vì cái chương trình mới đây đó là thừa sai dòng Chúa Cứu Thế, giáo dân thừa sai dòng Chúa Cứu Thế. Cũng là một chương trình mà chúng con cũng đang có một cái nỗ lực để mà xây dựng. Các đơn vị ở Bắc Mỹ chúng con cũng có cái chương trình đó. Tuy nhiên là họ muốn mời gọi tất cả những ai đã yêu mến cái linh đạo dòng Chúa Cứu Thế thì hãy học hỏi và dấn thân hơn để trở nên những tông đồ giáo dân theo cái linh đạo của dòng Chúa Cứu Thế, là tiếp cận và họ sống giữa đời, họ vẫn làm những công việc bình thường nhưng với một tinh thần của dòng Chúa Cứu Thế, tinh thần của Thánh Tổ Phụ An Phong. Có một chi tiết nhỏ là vào mùa hè năm 2012 thì con có dịp ghé ở nhà mẹ ở Kỳ Đồng thì thấy có cái băng rôn lớn để là tiếp sức mùa thi. Là có thể không biết là các cha hay là ai trong giáo xứ tổ chức gì đó tiếp sức cho các bạn mời quê lên. Cha có thể nói rõ thêm về cái đó. Cái đó là cái hoạt động của giáo phận. Giáo phận tức là tiếp sức mùa thi các giáo xứ ở Sài Gòn. Có một số các cái học và các bạn trẻ là sinh viên học sinh từ ở các vùng xa họ về Sài Gòn để họ thi. Thì lúc đó thì có các giáo xứ mở ra các cái gọi là tiếp sức mùa thi để cho những người trẻ đến đó, rồi ở đó họ ăn ở và đưa đi đến trường thi rồi đưa về trong những ngày ở đấy. Thì dòng Chúa Cứu Thế cũng tham gia vào cái sinh hoạt đó là tiếp sức mùa thi. Đó là cái giai đoạn mà có những cái nhu cầu của các bạn trẻ. Thì con nghĩ rằng cái đó là cái phục vụ cho những người ở vùng quê họ lên. Nhưng mà cái tinh thần đó thấy trong giáo hội Việt Nam cũng đã có những ưu tư về điện đó. Thì con cho rằng giới trẻ là một cái đối tượng mà chúng ta cần quan tâm nhiều lắm. Và quan tâm thế nào thì con thấy rằng họ cần được, thứ nhất là họ cần được định hướng. Định hướng để cho họ có lý tưởng. Mà người trẻ họ ưu tư cái điều này. Và khi con đi đến các cái tỉnh dòng thì con thấy nơi rất nhiều nơi có người trẻ đến xong họ lại ra đi, là bởi vì sao? Họ không được định hướng và họ không thấy được cái sứ mạng. Và nếu không có sứ mạng thì người trẻ họ không có tha thiết đâu. Đấy là điều mà con nghĩ rằng nếu mà mình muốn quy tụ giới trẻ thì mình phải định hướng cho họ là họ có sứ mạng. Họ mới cảm thấy rằng họ được thôi thúc để làm một điều gì đó. Mà nhất là chúng ta thấy sứ mạng của dòng Chúa Thế đến với người nghèo. Sứ mạng dòng Chúa Thế là đem tin mừng cho người nghèo. Và như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta phải vừa định hướng cho họ xong thì phải giúp cho họ có được những cái, được trang bị những cái phương tiện, đặc biệt là cái khả năng để loan báo tin mừng. Và điều này thì con nghĩ rằng thứ nhất mình phải nghĩ đến việc gây ý thức. Nói đến việc truyền giáo thì con nghĩ là chúng ta phải gây ý thức trong hàng ngũ giáo dân. Đó là điểm đầu tiên. Bởi vì khi mà các cuộc hội thảo chúng con quy tụ giáo dân ở khắp nơi chứ không phải chỉ là trong nhà dòng, mà hội thảo đây là cho giáo dân vào để họ góp ý, góp phần. Và chúng con thấy rằng họ, cái mức độ ý thức của họ, họ ít được gọi là gây ý thức. Và gây ý thức thì có thể cứ kêu gọi đấy, nhưng mà chưa làm cho họ cảm thấy cái đó là việc của họ và đó là trách nhiệm của họ. Cái thứ hai là con cũng thấy một cái ưu tư là người giáo dân chưa được huấn luyện. Họ thiếu cái điều đó. Khi con lên trên Tây Nguyên, con thấy cái người để đi truyền giáo lại là chính giáo dân. Linh mục có thể nói là gieo được cái gọi là cái nhiệt huyết và cái lòng nhiệt thành và cái khát vọng, nhưng mà chính giáo dân là những người hành động. Và đấy là điều mà con thấy. Tại sao ở cái vùng truyền giáo ở Tây Nguyên cái số người theo đạo đông là bởi vì anh chị em giáo dân dấn thân đi mỗi chủ nhật, họ lên đường,
họ đến rồi họ kêu gọi người này người kia hay truyền bá đức tin. Và nhờ thấy mà có rất nhiều người đón nhận tin mừng. Điểm thứ hai là con nhận thấy rằng sau khi họ loan báo tin mừng, họ cảm thấy một điều thiếu thốn, đó là chưa được huấn luyện. Chính vì vậy cho nên năm nay chúng con đã tổ chức rất nhiều khóa huấn luyện cho giáo dân ở tại vùng Tây Nguyên. Và chúng con gọi là tạo điều kiện bằng cách là sẵn sàng hỗ trợ về mặt tài chính để cho giáo dân họ đến đó họ có ăn, có ở và được huấn luyện. Và chúng con thấy cái việc huấn luyện đó là việc rất cần thiết, mà không phải là mình là người bảo họ học đi, mà chính họ bảo phải dạy chúng con. Và chính tôi đã khi lên kinh được thì anh chị em giáo dân đã nói các cha phải huấn luyện chúng con, bởi chúng con không biết nói cái gì cả, chúng con nói là hết rồi. Thì lúc đó bây giờ là cho anh chị em giáo dân được gọi là bồi dưỡng về mặt kiến thức, cái đó là trang bị cho họ. Và con thấy họ khát khao, và lúc mà họ khát khao thì mình cho bao nhiêu họ đón nhận bấy nhiêu, rất là quý. Và con thấy cái điều đó nơi anh chị em. Và con cũng nghĩ rằng với anh chị em giáo dân, chúng ta phải có những cái chương trình, và chúng con cũng đã lên một cái chương trình để làm sao giúp cho anh chị em giáo dân được trang bị những cái kiến thức cần thiết để giúp họ lên được. Dạ vâng. Và có một điểm đặc biệt trong một vụ dòng cho cứu thế nữa, đó là vấn đề đại phúc. Ở Mỹ đây thì đối với chúng con thì hơi khó. Ở đây giáo dân kêu họ tới nghe nguyên một tuần hay là một tháng đại phúc thì đối với họ rất khó. Cho nên ngay cả các tỉnh dòng Mỹ lớn mạnh đây cũng rất khó tổ chức các kỳ đại phúc giống như truyền thống của dòng Chúa Cứu Thế, tổ chức rất là lâu, chuẩn bị rất là chu đáo. Thì đối với cha ở Việt Nam, hoàn cảnh của Giáo hội Mẹ Việt Nam thì cha thấy vấn đề đại phúc của dòng Chúa Cứu Thế hiện tại như thế nào thưa cha? Thưa cha, trong thời gian vừa qua thì con thấy cái hoạt động đại phúc đã được phát triển khá tốt. Tốt thứ nhất là cái yếu tố mà con nghĩ rằng các giám mục tạo điều kiện thuận lợi. Dạ vâng. Là một trong những yếu tố. Chẳng hạn con thấy con đến gặp một đức cha Bà Rịa, đức cha nói: "Thưa cha, năm lòng thương xót xin cha cho các cha dòng Chúa Thế đến giảng đại phúc trong giáo phận." Đó là đức cha xin. Và sau đó thì đức cha yêu cầu tất cả các cha trong giáo phận là phải tổ chức đại phúc. Đấy là cái điều mà là một cái sự thuận lợi thứ nhất. Thuận lợi cái thứ hai nữa là có thể là các cha chưa hiểu về đại phúc lắm, cho nên chúng con cũng sẽ phải gọi là giúp cho các ngài hiểu đại phúc không phải là một cuộc tĩnh tâm dài, và đại phúc không phải là cái cuộc gọi là tĩnh tâm nó có tính cách đặc biệt để mà mừng lễ, nhưng mà nó là một cái sự gọi là đổi mới tâm hồn của giáo dân. Và khi mà có nhiều cha sau khi đã được dòng Chúa Thế đến làm đại phúc thì các ngài đi đâu cũng loan báo về đại phúc hơn cả dòng Chúa Thế nữa. Tức là các ngài phổ biến xin các cha hãy làm đại phúc ở giáo xứ các cha, bởi vì các ngài thấy cái ích lợi rất lớn, bởi vì giáo dân được đổi mới. Vì vậy cho nên con nghĩ rằng đại phúc dòng Chúa Thế khi đến với các giáo xứ đem lại rất nhiều những ích lợi thiêng liêng. Đó không phải chỉ là một cuộc tĩnh tâm để cho nó hâm nóng, nhưng mà nó gọi là lột xác, và nhiều giáo xứ thay đổi hoàn toàn. Và điều đấy là một điều rất là quý. Trước tiên con nghĩ rằng một trong những điểm mà con rất là tâm đắc đó là việc giảng đại phúc có Đức Mẹ đã là người đi trước. Và thường Đức Mẹ làm việc trước rồi. Cho nên mình đến là mình gặt được những hoa trái. Cho nên nhiều khi mà không phải là vì dòng Chúa Thế giảng hay gì đâu, nhưng mà Đức Mẹ đã được rước đi đến các gia đình, và Đức Mẹ đã tác động trong tâm hồn. Cho nên khi chúng con đến là coi như là đã mọi sự đã sẵn sàng rồi. Đấy là điều mà con thấy là rất là tốt, rất là quý và rất là trân trọng. Cái thứ hai là con nghĩ rằng Đức Mẹ là người giúp cho công cuộc truyền giáo được phát triển. Đây là điều mà mình nói là để làm sao mà truyền giáo thì con nói tác nhân, hay là phải nói là đấng mà có thể giúp cho công việc truyền giáo đầu tiên là Đức Mẹ. Người ta đến với Chúa nhờ Đức Mẹ, cho nên nếu mà họ đến với Đức Mẹ dễ hơn, đầu tiên họ đến với Mẹ dễ hơn, cho nên con cũng nói với anh em trong nhà dòng chúng con là hãy làm sao đem Đức Mẹ ra khỏi nhà thờ. Có nghĩa là để bên ngoài, để cho giáo dân ngay người ngoại họ đi ngang qua, họ đến họ kính Đức Mẹ, họ cầu với Đức Mẹ, họ được ơn, họ đi đến với Chúa. Rất là mau. Và như cha biết rằng gần đây dòng Chúa Cứu Thế có một chương trình gọi là tái cấu trúc. Để rồi tái cấu trúc đây không có nghĩa là thay đổi hoàn toàn cái cấu trúc. Thế nhưng mà thay đổi một vài thứ để rồi có thể tốt hơn cho vấn đề truyền giáo. Thì cha có thể trình bày cũng như chia sẻ một vài điểm đặc biệt
khi mà dòng Chúa Cứu Thế đang gọi là trở mình để mà đi vào lòng đời, đi vào thế giới này, chứ không có cứng nhắc theo một cái con đường để rồi không có truyền giáo lời Chúa một cách hữu hiệu hơn. Thì cha có thể chia sẻ với quý khán thính giả một vài điều với cái tinh thần tái cấu trúc đó, cái cấu trúc rất là gọi là dễ hiểu nhất đó là tỉnh dòng. Một tỉnh dòng thường thường có tất cả những yếu tố người ta gọi là tự lập được. Dạ vâng. Có nhà các cộng đoàn, rồi đồng thời có cái vấn đề đào tạo và có những hoạt động về mọi chuyện là chỉ cần trong tỉnh dòng là lo liệu được hết. Thì cái cách đó chúng ta đã hoạt động rất nhiều năm. Yeah. Nhưng mà hiện nay với cái mở ra trên thế giới như này, với sự toàn cầu hóa, thì mình thấy rằng bây giờ nó sẽ không còn bị gói gọn ở trong một cái tỉnh dòng nữa, và cần phải có sự hiệp thông và chia sẻ với những cái đơn vị ở trong cùng một cái địa giới, ranh giới về địa lý, hoặc là ở trong một cái mối liên hệ nó có tính cách toàn cầu, trở thành những mạng lưới hơn. Đấy là cái cấu trúc làm sao để cho mình đừng bị đóng khung ở trong cái tỉnh dòng của mình. Dạ vâng. Để mình mở ra. Và đó là cái điều mà chúng con thấy rằng trong cái nhìn toàn cầu hóa về thế giới mới, chúng ta sẽ phải mở ra. Đây là điều dạ vâng. Thì con muốn chia sẻ điều đó. Và vì vậy cho nên những tỉnh dòng nào mạnh về cái này có thể chia sẻ cho tỉnh dòng khác những cái đó. Về mạnh về tài chính thì chia sẻ cho những cái đơn vị yếu hơn. Mạnh về nhân sự thì chia sẻ cho những nhân sự yếu hơn. Và đồng thời phải có một cái tầm nhìn nó là mở ra hơn, là chúng ta chỉ lo cho cái tỉnh dòng của mình hay là làm việc trong tỉnh dòng của mình, mà còn phải mở ra cho các đơn vị khác nữa. Thì chúng con thấy là hiện nay cái công việc của cái Liên Hiệp Vùng cũng đã có những cái mối tương quan rất là tốt, tức là mở rộng ra và mình hợp tác với các đơn vị khác một cách chặt chẽ hơn để làm chẳng hạn công việc truyền giáo. Dạ vâng. Hợp tác với đơn vị khác để làm truyền giáo bên Lào hoặc là truyền giáo Trung Quốc. Tất cả cái đó là cái mà mình phải hợp tác với những đơn vị khác để làm sao cho cái công việc đó nó không còn bị giới hạn bởi nhân sự của nội bộ, đôi lúc thiếu cái này thiếu cái kia. Nhưng mà mở ra như vậy thì cái cách mà tiếp cận cũng sẽ giúp cho mình mở rộng tầm nhìn và thấy được anh em và thấy mình. Và nhờ thế cái công việc càng ngày càng phát triển. Thì chúng con thấy rằng cái công việc hợp tác nó cũng đã có những cái trên cái đà tiến trình. Tuy nhiên cũng sẽ phải có những bước gọi là xây dựng từ ban đầu, nó cũng sẽ có những khó khăn của nó. Dạ, thứ nhất tốn kém, nhưng mà mình nghĩ là đừng nghĩ đến cái vấn đề hiện tại mà mình còn phải có cái tầm nhìn tương lai nên mình chấp nhận. Vậy thì cái tái cấu trúc là làm sao mở cái cấu trúc của mình ra đến cái mức độ là chúng ta có thể chia sẻ và hiệp thông với bên các đơn vị khác một cách mạnh mẽ hơn, cho truyền giáo chẳng hạn, rồi các việc đào tạo. Thế là mình ở trong một cái học viện, thế thay vì mình chỉ có huấn luyện ở tại chỗ thì có thể gửi đi huấn luyện các đơn vị khác để hiểu được cái tinh thần, rồi sống với nhau và chia sẻ được, và sau này có thể làm việc chung được với nhau. Dạ vâng. Thì như cha bề trên tổng quyền cũng như các đấng bề trên đều luôn nhắn gửi các anh em, đặc biệt các anh em trẻ với chủ chức sau này của chúng con. Đó là anh em chịu chức không chỉ cho riêng đơn vị của anh em, mà là chịu chức cho dòng Chúa Cứu Thế. Có nghĩa rằng biết một lúc nào đó nhà dòng có nhu cầu xin anh em đến giúp chỗ này chỗ kia, thì anh em thường phải sẵn sàng để mà đáp ứng lại cái lời mời gọi đó. Đó là tinh thần của dòng Chúa Cứu Thế. Và đối với cha thì việc cha là bề trên của dòng Chúa Cứu Thế 300-400 anh em đang gọi là nói dưới quyền thì nó cũng theo nghĩa đời quá. Thế nhưng mà 300 đang cần sự hướng dẫn bên kia, thì đối với cha khi mà đứng đầu đại diện cho một dòng lớn như vậy, thì việc mà anh em đi đâu đó một vụ này thì có những cái nhu cầu, có những cái đường hướng riêng, thì đối với cha thì trong tương lai nhân sự ở tỉnh dòng con nghĩ là tương đối dồi dào hơn rất là nhiều đơn vị khác trên toàn thế giới. Thì cha chú trọng vào cái mục vụ nào cho anh em mình, anh em đặc biệt là anh em dòng Chúa Cứu Thế trong thời gian sắp tới, cái hướng đi mới của nhà dòng là nhắm anh em đánh mạnh vào cái mảng mục vụ nào cần thiết nhất? Thưa cha, khi mà mình nói đến cái vấn đề mà mình hợp tác hay là cộng tác với các đơn vị khác, thì con nghĩ rằng đầu tiên mình phải cho anh em ý thức được điều này. Chúng ta không đến để giúp người ta làm, không phải đến để giúp chỗ nào khó nữa kia. Và chúng con thấy rằng cái tinh thần con
yêu cầu anh em suy tư đó, đó là chúng ta chia sẻ sinh lực của nhà dòng. Sinh lực của nhà dòng chúng ta, nếu chúng ta đón nhận được thiệu dồi dào và nhân sự, đó là một cái sinh lực mà Chúa ban. Vì vậy cho nên cái việc mà chúng ta đến với các điện khác là chúng ta chia sẻ cái sinh lực ấy. Cái điểm tinh thần thứ nhất, không có đến để mà giúp nhau thì không phải đâu, mà đến chia sẻ sinh lực. Và như vậy thì mình đến làm sao để cho thấy rằng Chúa ban cho nhà dòng chúng ta luôn tràn đầy sinh lực. Và như vậy thì nơi nào mà cần thì cái sinh lực của nhà dòng sẽ phải đến đấy để mà phục vụ. Và đến phục vụ thì mình phải đến ở cái nơi nào họ có nhu cầu gì ấy, thì mình phải nhắm tới. Chú còn chia sẻ sinh lực chẳng hạn như cho cả anh em đi Angola thì đến đó và thấy họ có những cái nhu cầu, chẳng nhu cầu những người đối với giáo dân, rồi nó nghèo khó, rồi nó thiếu thốn thì lại phải ở bên tỉnh Việt Nam là phải hỗ trợ sang. Thì chúng con nói là ở đâu có nhu cầu gì, chúng ta phải xem địa phương, chứ không phải chúng ta có cái định hướng đó rồi chúng ta đem đến nơi kia và chúng ta phải làm việc điều đó. Thì theo con nghĩ là cái sinh lực của chúng ta được chia sẻ đi, để thì đến đâu có nhu cầu gì và chúng ta khám phá thấy nhu cầu ở địa phương là cái gì, chúng ta hãy dẫn thân vào công việc đó. Và con thấy quan trọng nhất là trang bị cho anh em, thứ nhất cái tinh thần. Tinh thần dòng Chúa thế là không ngại khó. Tinh thần dòng Chúa thế là đến ở giữa dân. Tinh thần dòng Chúa thế là làm sao để cho người ta đón nhận được cái tình yêu thương và ơn cứu độ. Cho nên đấy là cái mà chúng con trang bị và là quan trọng. Còn không bảo là anh phải đi làm một vụ điều này, anh làm một vụ điều kia, mà chúng con luôn luôn để cho địa phương họ thấy vấn đề. Dạ vâng, chúng con cảm ơn thời gian rất quý báu của cha đã đến với quý khán thính giả của Hai Đài. Và giờ đây xin cha cho một vài lời đúc kết cũng như bàn phép lành cho quý khán thính giả của Hai Đài. Thầy Thiên Chúa là cha của chúng con, cảm tạ cha đã yêu thương và mời gọi chúng con. Giờ đây xin cha đổ tràn đầy phúc lành của cha xuống trên chúng con. Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em được bình an. Tạ ơn Chúa. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của TV Ánh Sáng Tin Mừng và Đài Mẹ Ăn Cứu Giúp. Chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả. Xin quý cụ, quý ông bà và quý anh chị em tiếp tục thương yêu, nâng đỡ và yểm trợ cho TV Ánh Sáng Tin Mừng để chúng tôi có phương tiện phát triển chương trình một ngày lan rộng hơn. Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng xin liên lạc về TV Ánh Sáng Tin Mừng, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California, 90806, điện thoại 562-988-7997, điện thư tv@tvastm.net. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng trên mạng lưới điện toán toàn cầu tvastm.net hoặc vào youtube.com. Xin kính chúc quý vị được tràn đầy hồng ân Chúa và trong vòng tay yêu thương của Đức Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Xin thân ái kính chào.